Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Giảng giải. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian tháng 5 năm 1998. Tập 9. Xin mời mở bản kinh ra. Lần trước giảng đến cõi trời dục giới, sở vị tứ thiên vương thiên, đao lợi thiên, tu diệm ma thiên, đau xuất thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Đã giảng đến đoạn này. Đoạn này chúng ta đã giảng cõi trời tứ vương rồi. Quan trọng là phải hiểu được pháp biểu trưng của tứ vương thiên, thì chúng ta mới có thể chân thật được lợi ích. Nói một cách đơn giản, Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, chúng ta xem tên là biết ý nghĩa. Vị Thiên Vương này dạy cho chúng ta làm thế nào bảo vệ quốc gia vĩnh viễn được hưng thịnh, không bị suy thoái. Từ cái ý nghĩa này suy rộng ra, làm thế nào có thể bảo vệ được gia đình mình? Làm thế nào có thể bảo vệ chính mình? Chúng ta tạo dựng sự nghiệp ở trong đời này, nổi danh bốn bể, để đức cho hậu thế. Đây là thành tựu chân thật của chúng ta ở trong đời này. Cho nên ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Nam Phương Thiên Vương là vậy, chúng ta phải mong cầu tiến bộ. Thời đại vĩnh viễn đang tiến bộ. Chúng ta thường hay nói những người nào đó không theo kịp thời đại. Ý nghĩa là ở chỗ này. Thời đại đang biến đổi mỗi ngày, đang tiến bộ mỗi ngày. Tiến có tiến về hướng thiện, nhưng cũng có tiến về hướng ác. Đây là điểm mà chúng ta không thể không phân biệt. Nếu như tinh tấn theo hướng thiện thì là tích cực, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Nếu như tinh tấn theo hướng ác, đây là nói tinh tấn theo tham sân si mạng, thì nhất định sẽ đem lại động loạn cho xã hội, thiên tai nhân họa. Chứ vậy thì mọi người phải chịu khổ rồi. Đây là điều nhất định phải phân biệt rõ ràng. Phần trước đã từng giảng qua rồi. Chư Phật tán thán Thế Tôn biết pháp khổ lạc. Câu nói này rất tuyệt vời. Niềm vui chân thật không những vui trong đời này, vui trong đời sau, mà kiếp sau vĩnh viễn vẫn hưởng niềm vui, thì đây mới là niềm vui chân thật. Nếu như nói là trong đời này chúng ta hưởng lạc, đời sau thọ khổ, thì là quá sai rồi, quá đổi sai lầm. Những người trong đời này được vui, nhưng đời sau phải chịu khổ báo, không biết là nhiều bao nhiêu. Đây là điều chúng ta không thể không cảnh giác. Trong khi hưởng lạc thì thường tạo nghiệp, phước báo hưởng hết rồi, nghiệp ác hiện tiền, bạn sẽ đến tam đồ để thọ báo. Đây là sai lầm quá lớn. Cho nên Nam Phương Thiên Vương đại biểu cho tinh tấn, có trí huệ, tinh tấn có lý tánh, không phải si mê, không phải phàm tình. Tây Phương Thiên Vương là Quảng Mục Thiên Vương. Vậy chúng ta xem nhiều, cũng chính là học tập nhiều. Bắc Phương Thiên Vương là Đa Văn Thiên Vương. Xem nhiều, nghe nhiều, vĩnh viễn ở vị trí học trò, cũng chính là ta vĩnh viễn là một người học trò. Chỉ có chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn thì mới có thể chân thật làm lão sư. Bồ Tát đẳng giác vẫn là học trò, huống hồ những cấp bậc khác. Chính mình vĩnh viễn phải ở địa vị học trò. Cổ nhân Trung Quốc nói: sống đến già, học đến già, học không dứt. Cũng là cái ý nghĩa này. Cả một cuộc đời đến già rồi vẫn còn ham học. Trong Phật Pháp gọi là học nhân. Học nhân chính là làm học trò, học tập, làm người. Vĩnh viễn đều đang học tập làm người. Người nào có thể làm người tốt, làm được viên mãn, không có một mảy may khiếm khuyết gì, người đã thành Phật. Chỉ có Phật mới là người hoàn hảo. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, cần phải chăm chỉ học tập. Vật ở trên tay Tứ Thiên Dương cầm. Chúng ta dùng cách nói hiện nay để nói mọi người dễ hiểu, đó là đạo cụ. Đạo là pháp biểu trưng, khiến cho bạn nhìn thấy, tiếp xúc đến, liền biết được đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh, liền biết được phải nên nắm nguyên tắc này mà học tập. Trên tay Đông Phương Thiên Vương cầm là đàn tỳ bà, là một loại nhạc cụ. Không phải là Ngài thích ca hát, thích khiêu vũ. Cách nghĩ này của bạn là sai rồi. Ngài dùng cái này để đại biểu cho phải làm thế nào để hộ trì quốc gia của mình. Bảo vệ nước quan trọng nhất là phải hành trung đạo. Nho gia nói trung dung là đạo trung dung. Phật Pháp nói trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Ngài dùng nhạc cụ này để làm pháp biểu trưng. Sợi dây đàn này bạn xem, nếu chỉnh quá căng nó sẽ bị đứt. Chỉnh quá trùng thì âm thanh của nó không vang. Nhất định phải chỉnh sao cho vừa đúng, là biểu thị ý nghĩa này. Vừa đúng, không căng cũng không trùng, gọi là trung đạo, biểu thị cái ý nghĩa này. Chỗ cao minh của thánh nhân là biết dùng tâm bình thường, không lệch hai bên. Đây là đạo cụ. Trên tay Nam Phương Thiên Vương cầm là kiếm. Kiếm tượng trưng cho trí huệ, kiếm huệ tượng trưng cho ý nghĩa này. Trên tay Bắc Phương Thiên Vương cầm là rồng hoặc là rắn. Ở Ấn Độ và Trung Quốc đều cho rằng rồng rắn biết biến hóa, đại biểu cho mọi người, mọi sự, mọi vật ở trong xã hội này đều thiên biến vạn hóa. Bạn phải nhìn cho rõ ràng. Tay phải Ngài cầm hạt châu. Hạt châu biểu thị cho bất biến. Ở trong mọi biến đổi, bạn cần nắm vững được nguyên tắc bất biến. Bất biến chính là định huệ, chính là thành kính. Nắm vững nguyên tắc này để đối nhân xử thế, bất luận xã hội biến đổi như thế nào, mà chỉ cần nắm vững nguyên tắc này thì đều có thể ứng phó ung dung, đều có thể giáo hóa tự tại. Đạo cụ mà Bắc Phương Thiên Vương cầm là chiếc lọng, lọng tre. Lọng là đại biểu cho phòng ngừa ô nhiễm. Khi không có ô nhiễm thì xếp lọng lại, khi có ô nhiễm thì mở lọng ra. Xã hội hiện nay của chúng ta mỗi một người đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm ở trong tâm, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tư tưởng kiến giải, ô nhiễm sinh lý. Bên ngoài là ô nhiễm môi trường. Hiện nay, khi chúng ta tạo tượng tứ thiên vương, cái lọng đó của Bắc Thiên Vương cần mở ra, không được xếp lại. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cái lọng tre đó phải mở ra. Cho nên cái ý nghĩa giáo dục này vô cùng sâu sắc. Chúng ta không nên xem họ như là thần linh. Thế thì sai rồi. Đó chính là mê tín. Cõi trời Đao Lợi, người Trung Quốc gọi là vị vua cõi trời này là Ngọc Hoàng Đại Đế. Có lẽ trong rất nhiều tôn giáo nước ngoài gọi là Thượng Đế, Chúa Trời cũng chính là Ngài. Có rất nhiều cõi trời, mỗi tầng trời đều có Chúa Trời, đều có một nhân vật lãnh đạo. Tại vì sao chúng ta khẳng định đó là vua trời Đao Lợi mà không là vua trời khác vậy? Nhìn thấy kinh điển của họ, lý luận và phương pháp tu hành mà họ nói ra vô cùng giống với cõi trời Đao Lợi. Tu thập thiện nghiệp là có thể giảng sanh về cõi trời Đao Lợi. Chúng ta thử xem kinh điển của Cơ Đốc giáo. Mô-si có 10 điều răn. 10 điều răn đó của họ vô cùng giống với thập thiện nghiệp đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, không phải tin Thượng Đế rồi thì có thể được cứu, không thể có sự việc này, mà phải tu pháp mà Thượng Đế đã chỉ dạy. Trên kinh điển Thượng Đế dạy các bạn làm như thế nào thì bạn phải làm như thế đó mới được. Bạn không làm được thì không thể sanh lên cõi trời. Ngài vẫn có điều kiện. Như vậy mới gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng có điều kiện. Không phải nói tôi tin rồi thì có thể giảng sanh. Không được. Hiện nay có một số người đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Tôi phát nguyện cầu sanh thì nhất định được sanh. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ? Trong nguyện có hạnh, thì nguyện này mới gọi là nguyện chân thật. Điều này không biết Phật đã nói trên kinh bao nhiêu lần rồi. Nếu nguyện không có hạnh thì gọi là nguyện suông. Nguyện đó là giả dối, không thể thành hiện thực. Bạn phải biết được đạo lý này. Phật không lừa dối người. Tự mình lừa dối chính mình thì bị thiệt thòi to rồi. Dùng hạnh thực tiễn nguyện vọng của bạn. Tại vì sao chúng ta phải xem trọng tam phước lục hòa? Tam phước lục hòa là pháp cơ bản mà Phật ở trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói với chúng ta. Ba đời chư Phật đều là tu ba điều này làm chánh nhân cho tịnh nghiệp. Chúng ta tu tịnh nghiệp để giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta tin A Di Đà Phật, tin có Tây Phương Tịnh Độ, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ở mức thấp nhất là phải làm được tam phước. Không làm được tam phước thì không thể giảng sanh. Ta mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Người xưa nói đau mồm rát họng cũng uổng công. Lời nói này là thật chứ không phải là giả. Ở trong tam phước, ở mức thấp nhất phải làm được một điều, bạn mới có thể giảng sanh. Bạn có thể làm được điều thứ nhất: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì có thể giảng sanh hạ phẩm. Bạn làm được điều thứ hai. Điều thứ hai đương nhiên bao gồm cả điều thứ nhất, và cộng thêm thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi, thì bạn giảng sanh trung phẩm. Đây là tam bối trên Kinh Vô Lượng Thọ. Nâng cao thêm nữa, bạn có thể phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, thì giảng sanh thượng phẩm. Đây là pháp căn bản, chứ đâu có thể nói là chỉ phát nguyện không cần phải tu hành thì có thể giảng sanh. Phật không có nói như vậy. Dứt khoát không được hiểu lầm, không được bỏ lỡ nhân duyên quá tốt ở ngay trong đời này. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là pháp căn bản. Nội dung toàn kinh nói là điều gì? Chính là nói cái phước thứ nhất: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát hại, tu thập thiện nghiệp. Trên bộ kinh này là nói điều này. Bạn muốn hỏi cách giảng 4 câu của điều phước thứ nhất này như thế nào? Bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này chính là chú giải cho 4 câu này. Tu học như lý như pháp. Đại sư Thiện Đạo nói: dặn người tu, dặn người giảng sanh, không sót một người nào. Bạn làm không đúng như pháp thì bạn không thể đi được rồi. Phật không có nói sai, do bạn tự mình hiểu sai đi ý của Phật. Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta: đương hiếu ư Phật. Vậy chúng ta tôn sư trọng đạo, đây chính là giáo nghĩa của Kinh Địa Tạng. Nhất định phải hiểu rõ những đạo lý này. Tu Diệm Ba Thiên cũng gọi là trời Dạ Ma. Tên gọi của khu vực này đúng ra phải là Tu Diệm Ma Thiên. Gọi là trời Dạ Ma bởi vì vua cõi trời Tu Diệm Ma tên là Dạ Ma. Tu Diệm Ma dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là Diệu Thiện. Hiện nay pháp danh của Lão Hòa Thượng ở Phổ Đà Sơn cũng giống như vậy. Cõi trời này rất sung sướng, rất vui vẻ. Ngoài tu thập thiện nghiệp đạo ra, còn có tu định, phải cộng thêm định công mới có thể được sanh về đó. Chỉ tu thập thiện nghiệp đạo thôi thì không được, họ không thể giảng sanh, chỉ có thể sanh về cõi trời Đao Lợi. Muốn lên trên nữa phải thêm định công. Nói thật ra vẫn phải tu từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là khoa mục tu chủ yếu của cõi trời sắc giới. Họ cũng tu, nhưng công phu đương nhiên không thể sâu bằng người cõi trời sắc giới. Nhưng họ vẫn có tu, không phải không. Lên trên nữa, mỗi tầng định công. Thiện lợi, chúng ta nói là tích lũy công đức, phải tăng thêm gấp bội. Dần dần lên trên cao nữa. Thật là không đơn giản. Mọi người thử nghĩ xem, sanh về cõi trời đã là không dễ, huống hồ là về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật. Việc này chúng ta không thể xem thường được, không được xem là quá dễ dàng, cũng không được xem là quá khó. Xem quá khó thì bạn sẽ không dám tu, xem quá dễ thì sẽ lơ là, cẩu thả, nhất định sẽ hỏng việc. Cho nên cõi trời dục giới tu thập thiện thượng phẩm, trong đó có kèm theo một chút vị đáo định. Họ tu định công, nhưng định công chưa có đạt đến trình độ nhất định. Đạt đến trình độ nhất định chính là hoàn toàn điều phục được dục. Chúng ta gọi là dục vọng. Phật quy nạp thành 5 loại: tài, sắc, danh, thực, thùy, gọi là ngũ dục. 5 loại dục này họ đều phục được rồi. Tuy là chưa có dứt gốc, nhưng nhất định không khởi hiện hành. Vậy mới có thể sanh về sắc giới. Họ có điều phục ngũ dục, nhưng chưa có dứt hẳn. Cũng chính là nói 6 tầng trời này càng lên cao thì ý niệm dục của họ càng tan nhạt. Nếu dục niệm hoàn toàn điều phục được, dù hiện ngay trước mặt, thật sự họ cũng không có động tâm, không khởi ý niệm, họ sẽ sanh về cõi sắc giới. Định công này được xem là thành tựu. Họ có thể sanh về cõi trời sắc giới sơ thiện. Sắc giới có 18 tầng trời. Chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây: phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Đây là sơ thiện. 3 loại trời sơ thiện này chúng ta nói 3 tầng, trên thực tế nó chỉ có 1 tầng. 1 tầng nhưng hưởng thụ phước báo khác nhau. Phạm chúng là giống như nhân dân, người dân bình thường. Phạm phụ là giống như đại thần. Đây là người làm quan cao, làm quan lớn, thì hưởng thụ đương nhiên sẽ cao hơn rất nhiều so với bình dân. Đại Phạm Thiên là giống như vua trời vậy, thì phước báo càng lớn hơn. Cùng một tầng trời nhưng có 3 cách hưởng thụ khác nhau. Sắc giới sơ thiện, tuy họ có hưởng thụ, cái gì nên biết, họ không có ý niệm. Tâm địa thanh tịnh. Phàm là tiếng Ấn Độ xưa dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc chính là thanh tịnh. Bạn xem sơ thiền, tâm địa đã thanh tịnh. Lên cao hơn thì không cần nói nữa, càng lên trên càng thanh tịnh. Nhị thiền gọi là quang thiên. Trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời Quan Âm. Cổ đức nói, đại khái sơ thiền dường như có cách tổ chức xã hội giống như nhân gian chúng ta vậy. Có nhân dân, có quan lại, có quốc vương. Nhị thiền trở lên thì không còn nữa, là thế giới bình đẳng. Chân thật là cộng hòa. Không có quốc vương đại thần gì cả, mọi người thấy đều bình đẳng. Trong sự bình đẳng đó, phước báo vẫn có sự khác nhau. Tại vì sao có khác nhau vậy? Công phu tu hành của mỗi người khác nhau. Thí dụ như chúng ta đi học ở trường, học cùng một lớp, vậy là rất bằng nhau. Nhưng thi vẫn có đứng nhất, đứng gì, vẫn còn xếp hạng. Thế thì khác nhau rồi. Tông giống nhau, có chỗ khác nhau. Trước khi thành Phật đều có cái hiện tượng này. Cùng là Bồ Tát đẳng giác như nhau. Bồ Tát đẳng giác nếu cùng nhau đi thi thì vẫn có đứng nhất, đứng nhì, đứng thứ ba. Chỉ có đến quả địa Như Lai thì hoàn toàn bình đẳng. Một mảy may khác biệt cũng không còn nữa. Những sự và lý này đều không khó hiểu. Trời thiểu quang có hào quang, nhưng tương đối ít một chút, ít hơn một chút so với người khác. Trời vô lượng quang thì hào quang lớn một chút. Hào quang từ đâu mà có vậy? Xin thưa với các vị là tâm thanh tịnh liền tỏa hào quang. Tâm địa thanh tịnh, cho nên họ tỏa hào quang. Thực ra toàn bộ tất cả vạn vật đều có hào quang. Hôm kia sư Ngộ Toàn đem hình ảnh đưa cho tôi xem. Sư nói bên ngoài có một loại máy có thể chụp hào quang của con người. Sư đã có chụp thử, đã đưa hình cho tôi xem. Tôi nói dứt khoát đừng bị mắc lừa, bị người ta gạt rồi. Quả thật là con người có hào quang, vật cũng có hào quang, ngay cả cây cỏ cũng có hào quang. Đấy là sự thật. Màu sắc hào quang của mỗi người thì khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Thông thường người luyện khí công có thể nhìn thấy. Người có sức định thì càng không cần phải nói nữa rồi. Nhìn thấy trên người bạn tỏa ra hào quang, người luyện khí công gọi là khí. Họ nói đây là khí. Người tu thiền định nói đây là hào quang. Từ màu sắc hào quang, lớn hay nhỏ, có thể nhận biết tâm hạnh con người bạn là thiện hay là ác. Người tâm địa thiện lương, từ bi, tâm thiện, hạnh thiện thì tỏa ra hào quang là màu vàng kim trong sáng. Đây là màu thù thắng nhất, kế đến là màu vàng. Màu sắc kém một chút. Cho nên quỷ thần nhìn thấy người tu hành, tại vì sao tôn kính vậy? Họ nhìn thấy hào quang. Năng lực này của họ là do báo mà có. Quỷ thần có được quả báo ngũ thông. Họ nhìn thấy người thiện, không phải người tu hành, người hành thiện, người tâm địa lương thiện, từ bi, hành thiện, hào quang đó đều tốt. Quỷ thần nhìn thấy vẫn tôn kính, không dám làm tổn hại. Cõi trời Quan Âm có thể dùng ánh sáng để biểu đạt âm thanh. Cho nên nhị thiền, con người giao tiếp với nhau không cần nói chuyện. Nói chuyện rất mệt. Nói nhiều sẽ hao hơi, tổn hại cơ thể. Họ giao tiếp bằng cách phóng quang. Họ ở đó phóng quang. Người khác nhìn thấy ánh sáng đó thì thấy đều biết rõ là ý gì rồi. Ngôn ngữ thì có giới hạn. Ngôn ngữ rất vụng về. Trời nhị thiền trở lên đều không cần dùng ngôn ngữ, mà dùng phóng quang để thay thế. Trời tam thiền còn cao hơn nữa, tâm địa thanh tịnh hơn. Tam thiền gọi là tịnh thiên. Trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, cũng là nói từ trên sự khác biệt của tâm thanh tịnh. Đây là ba tầng trời của tam thiền. Cho nên ba loại quang, ba loại tịnh đều là nói về công hạnh tốt hoặc xấu. Tứ thiền thì rất đặc biệt. Tứ thiền tổng cộng có 9 loại khác nhau, có 9 tầng trời: Phước Sanh Thiên, Phước Ái Thiên, Quảng Quả Thiên. Đây là tầng trời thông thường của cõi trời tứ thiền, giống như cõi trời tam thiền ở phía trước vậy. Phước sanh, phước ái, quảng quả, tứ thiền gọi là phước thiên, là phước báo lớn nhất. Tam tai không đến được. Ở nơi đó không có tam tai. Trên kinh nói tam tai gồm có nạn lửa, nạn nước, nạn gió. Nạn lửa có thể thiêu đốt đến sơ thiền. Tầng trời sơ thiền cũng có tam tai, không thể tránh khỏi tam tai. Tầng trời nhị thiền là nạn nước. Nước có thể nhấn chìm đến tầng trời nhị thiền. Cũng chính là tầng trời nhị thiền không có nạn lửa, nhưng có nạn nước và nạn gió. Cõi trời tam thiền, tâm địa thanh tịnh, không có hai loại nạn nước và lửa, nhưng có nạn gió. Đến tầng trời tứ thiền thì có phước báo lớn, nên ba loại tai nạn nước, lửa, gió này đều không có. Nước, lửa, gió là ba tai nạn lớn. Trên kinh Phật nói là đại tam tai. Tiểu tam tai là kiếp đau binh, ôn dịch, đói khát. Nghĩa là mất mùa, đói khát. Đây là tiểu tam tai. Phật nói đại tam tai, tiểu tam tai, ý nghĩa này chúng ta cũng rất khó hiểu. Trước đây đọc kinh cũng đọc qua một cách rất qua loa. Giảng kinh dựa theo chú giải của người xưa, cũng giảng một cách mập mờ qua loa. Trước đây tôi có đến Nhật Bản để viếng thăm, đến Hiroshima và Nagasaki, hiện trường sau khi bị ném bom nguyên tử, để tham quan, mới chợt hiểu ra tiểu tam tai mà Phật nói chính là chiến tranh hạt nhân. Nơi mà bom hạt nhân nổ, đó chính là kiếp đao binh. 8 năm chiến tranh giữa chúng ta với người Nhật Bản không được xem là tiểu tam tai. Chiến tranh hạt nhân là tiểu tam tai. Phật nói trên kinh, kiếp đao binh thời gian bao lâu vậy? 7 ngày 7 đêm. Chiến tranh 7 ngày 7 đêm là kiếp đao binh. 8 năm đánh nhau giữa chúng ta với người Nhật Bản không được tính là kiếp đao binh. Đại thế chiến lần thứ nhất, đại thế chiến lần thứ hai đều không được xem là kiếp đao binh. Chiến tranh hạt nhân, sau khi bom hạt nhân nổ, chúng tôi mới chợt hiểu ra chính là Phật nói sự việc này. Sau khi nổ xong, chất phóng xạ tồn tại 7 tháng 7 ngày. 7 tháng 7 ngày này, bạn vẫn không chết, mạng sống này của bạn có thể giữ được. Có một số người không phải bị chết ngay lúc nổ đó, nhưng bị nhiễm phóng xạ. Sau 7 tháng họ có thể sống được, thì mới có thể xác định là còn sống. Phật nói đây là ôn dịch. Hóa ra ôn dịch là sự việc như vậy. Là tai nạn sau khi bị nhiễm phóng xạ. Nơi bị nổ bom, người Nhật Bản nói với chúng tôi, đến năm thứ 8 thì mặt đất mới có thể mọc cỏ. Chúng tôi mới hiểu được lời của Phật nói. Nói khác là 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Mặt đất mới có thể mọc cỏ cây được. Đất mà cây cỏ không thể sống được thì con người đương nhiên phải bị đói khát rồi. Chúng ta thử nghĩ xem sức mạnh của chiến tranh hạt nhân hiện nay so với Hiroshima và Nagasaki đó không biết là lớn gấp bao nhiêu lần. Bụi phóng xạ nghiêm trọng nơi bị nổ bom Hiroshima và Nagasaki đó, 8 năm đất mới mọc cỏ. Cho nên Đại Thế Chiến lần thứ 3 chính là tiểu tam tai mà Phật đã nói đến rồi. Đại tam tai là hủy diệt tinh cầu. Chúng ta hiện nay nhìn thấy nạn lửa. Những thiên thể phát sáng, đó chính là lửa. Toàn bộ là một biển lửa. Mặt trời chính là biển lửa. Tình trạng của Đại Tam Tai chúng ta rất khó hiểu. Hiện tại tình hình của Tiểu Tam Tai cơ bản chúng ta có thể hiểu được đôi chút. Vô cùng đáng sợ. Cõi trời tứ thiền mới là nơi có phước. Tam tai không thể đến được. Trong Đại Trí Độ Luận, Phật nói với chúng ta, thiên nhân cõi sắc giới chủ yếu là tu thiền định. Nếu như chỉ tu thiền định mà không tu phước thì làm gì có phước báo lớn như vậy được chứ. Họ phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đây là chủ tâm của thiên nhân cõi sắc giới. Họ tu bố thí, trì giới. Tu bố thí thì tâm được vui. Bố thí nhiều thì vui nhiều. Họ xả được. Họ chịu bố thí. Như vậy mới có thể dùng sức định của họ sanh về trời tứ thiền. Sự khác nhau của trời tứ thiền cũng là do sức định sâu hay cạn, tu phước nhiều hay ít mà sanh ra tướng khác biệt. Trong tứ thiền còn có một tầng trời đặc biệt nữa là trời vô tưởng. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, đây là tầng trời ngoại đạo. Phần lớn đều là người học Phật, nhưng hiểu sai đi ý của Phật. Họ tu định, ở trong định không có ý nghĩ gì, một niệm cũng không sanh. Vô tưởng tu thành công rồi thì giảng sanh về nơi này. Có định không có huệ. là một điều sai lầm. Ý nghĩa của thiền định là trong định có huệ. Thiền na là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là tịnh lự. Tịnh là hà định, lự là công phu quán chiếu ở trong đó, cũng chính là nói họ nhìn thấu, chứ không phải định khô cứng. Một niệm không sanh, nhưng biết rõ mọi thứ, sáng tỏ mọi thứ, vậy mới gọi là thiền định. Nếu như có một niệm không sanh mà bên ngoài không biết gì cả thì không được rồi. Như vậy là có định, không có huệ. Khi tu thành công rồi thì tương lai bạn sẽ đi về cõi trời vô tưởng. Tu Phật Pháp là định huệ, bằng nhau gọi là thiền định. Samatha thì bà xá na. Samatha dịch nghĩa là chỉ tức. Tỳ bà xá na dịch nghĩa là quán tưởng, hoặc giả là dịch thành quán kiến, quan sát. Có những ý nghĩa như vậy. Chỉ tu một thứ sẽ lệch về một bên, đều không thể thành tựu được. Người chỉ tu định thì dễ hôn trầm. Có tu thành cũng là tầng trời vô tưởng. Người chỉ tu huệ không thể đắc định, tâm lúc nào cũng bay bổng, vọng tưởng rất nhiều. Nên tại vì sao chú trọng vào thiền định? Thiền là định huệ ngang nhau, định huệ giữ thăng bằng. Công phu như vậy là chính xác. Năm loại sau cùng này là nơi thánh nhân tu hành. Trời vô phiền, trời vô diệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, thông thường cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên. Ai ở đó vậy? Tam quả tiểu thừa. Cũng gọi là trời tịnh cư. Tứ thiền là phàm thánh đồng cư độ. Trong tầng trời phàm phu có phước sanh, phước ái, quảng quả và vô tưởng. Bốn loại người trời này không thể nhìn thấy người trời của tầng tịnh cư. Không thấy được. Tuy biết họ tu hành ở nơi này nhưng không thể nhìn thấy. Giống như thế gian này của chúng ta, trái đất này của chúng ta cũng là phàm thánh đồng cư độ. Có Phật, có Bồ Tát, có A-la-hán trụ ở nơi này, nhưng người chúng ta không thể nhìn thấy. Các bạn tụng Từ Bi Tam Muội Thủy Xám, trong đó nói là đạo tràng của tôn giả Ca Nặc Ca ở Tứ Xuyên. Người thường đến đó không nhìn thấy gì, chỉ thấy một vùng núi hoang vu. Khi Quốc sư Ngộ Đạt đến thì nhìn thấy đạo tràng trang nghiêm. Có duyên mới có thể nhìn thấy được, không duyên thì không thể thấy. Là phàm thánh động cư độ. Trên kinh điển nói cho chúng ta biết, tôn giả Ca Diếp vẫn chưa có nhập Niết Bàn. Ngài đang ở núi Kê Túc. Ngài cũng thường hay xuất hiện, nhưng chúng ta cũng không nhận ra Ngài. Ngài biết biến hóa. Ngài còn phải đợi Phật Di Lặc ra đời, đem y bát của Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cho Phật Di Lặc. Phật Di Lặc xuất thế, trên kinh nói 560 ức vạn năm. Tôn giả Ca Diếp phải đợi thời gian dài như vậy. Tâm người được thanh tịnh thì tuổi thọ mới tự tại. Muốn trụ bao lâu thì trụ bấy lâu, không ngăn ngại gì. Cho nên tôi khuyên mọi người nên phát nguyện. Nguyện lực phải mạnh hơn nghiệp lực của chính mình. mà liền chuyển ngay, liền được tự tại. Nếu bạn không chịu phát nguyện thì cả đời này nhất định sẽ bị vận mạng chi phối. Bạn không thể thoát ra khỏi vận mạng. Nhất định phải phát đại nguyện, xả thân vì người, thì bạn mới có thể được tự tại. Đời sống tự tại, tuổi thọ tự tại, trụ thế tự tại, giáo hóa tự tại. Tất cả mọi sự nghiệp không có gì không tự tại. Nguyện lực không thể nghĩ bàn. Tại vì sao không phát nguyện chứ? Đại sư Pháp Chiếu Triều Đường là tổ sư đời thứ tư của Tông Tịnh Độ chúng ta. Ngài nhìn thấy Đại Thánh Trúc Lâm Tự của Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn. Đây là người có duyên. Ngài nhìn thấy Văn Thù Phổ Hiền, nhìn thấy Pháp hội hơn 1 vạn người tụ hội. Bồ Tát Văn Thù giảng kinh thuyết Pháp, Ngài cũng có nghe một buổi. Ngài còn thỉnh giáo cho Bồ Tát Văn Thù là Phật Pháp đã bước vào thời mạt Pháp. Căn tánh của người thời kỳ mạt Pháp tương đối chậm lục. Thưa Bồ Tát Văn Thù, tu pháp môn nào dễ dàng thành tựu? Bồ Tát Văn Thù dạy Ngài tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài Pháp Chiếu vốn dĩ là tham thiền. Nghe Bồ Tát Văn Thù dạy xong, liền phát nguyện chuyên tâm niệm Phật. Ngài lại thỉnh giáo cách niệm Phật như thế nào. Bồ Tát Văn Thù truyền dạy cho Ngài phương pháp niệm Phật. Sau đó Ngài rời khỏi Ngũ Đài Sơn. Khi rời khỏi, Ngài đánh dấu khắp nơi để lần sau trở lại sợ quên đường. Cuối cùng đánh dấu mấy lần xong, quay đầu lại thì chùa đã biến mất rồi. Chỉ thấy một vùng núi hoang vu, mới biết là không thể nghĩ bàn. Không thấy đạo tràng đâu nữa. Là phàm thánh đồng cư độ, phàm phu không thể nhìn thấy. Không có duyên thì không thể nhìn thấy cảnh giới của thánh nhân rồi. Thế giới ta bà này của chúng ta, trên kinh nói có 3 nơi phàm thánh đồng cư độ. Một là thế gian này của chúng ta. Thứ hai là tầng trời thứ tư của dục giới, trời Đâu Xuất. Nội diện Đâu Xuất là đạo tràng của Bồ Tát Di Lặc. Thiên nhân Đâu Xuất không thể nhìn thấy. Chỉ nghe nói thôi chứ không biết ở nơi nào. Thứ ba là trời Tịnh Cư, tầng tứ thiệt. Đây là Ngũ Bất Hoàng Thiên. Đây là 3 nơi phàm thánh đồng cư độ. Các ngài tu hành ở nơi đó. Tuy đều là thánh nhân tam quả, tại vì sao gọi là bất hoàn vậy? Vì không còn trở lại dục giới nữa, họ sẽ thành tựu ở nơi này. Trên kinh nói, người lợi căn, họ sẽ ở Ngũ Bất Hoàn Thiên, trực tiếp chứng quả A-la-hán, thoát khỏi tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi tại nơi này. A-la-hán lợi căn. Nếu là người căn tánh kém thì phải thông qua trời tứ không mới có thể ra khỏi tam giới được. Người lợi căn thì không cần thông qua trời tứ không, mà trực tiếp chứng A-la-hán, ra khỏi tam giới. Đây là thiên nhân tịnh cư. Chúng ta không giới thiệu về Ngũ Bất Hoàn Thiên thêm nữa. Kiến tư phiền não trong tam giới, gọi là tư hoặc. Tám mươi mốt phẩm trong tam giới. Tam giới chia ra 9 địa, mỗi một địa có 9 phẩm. 9 nhân 9 là 81 phẩm tư hoặc. Sanh đến ngũ bất hoàng thiên mới có thể đoạn hết. Đoạn hết thì chứng quả A-la-hán. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa xuất hiện ở thế gian, thị hiện thành Phật dưới cội Bồ Đề. Sau khi thành Phật là giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh phải có người khải thỉnh. Không người khải thỉnh thì Phật cũng hết cách. Người thế gian ai có thể biết được Thích Ca Mâu Ni Phật? Ai có thể biết được đây là bậc đại trí huệ, là bậc đạo sư cõi trời người? Có ai biết được Ngài chứ? Người thế gian không ai khải thỉnh. Trong tình hình như vậy thì Phật phải nhập Niết Bàn, phải thể hiện diệt độ. Thiên nhân tịnh cư nhìn thấy rồi. Họ nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, liền vội vàng xuống thỉnh cầu. Thiên nhân tịnh cư đã thỉnh cầu thay chúng ta, cho nên Phật mới trụ thế 80 năm, giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta hơn 300 hội. Chúng ta phải cảm kích thiên nhân tịnh cư. Nếu họ không thỉnh pháp thì thế gian chúng ta làm gì có Phật pháp để nghe chứ? Cho nên họ cũng rất từ bi, thương xót tất cả chúng sanh khổ nạn, khuyến thỉnh Như Lai thuyết pháp. Tầng cuối cùng, trời Ma Hê Thủ La, có một số kinh nói trời Ma Hê Thủ La chính là trời sắc cứu cánh. Tại vì sao ở chỗ này phải liệt kê tên riêng của nó ra vậy? Trên kinh cũng có nói Ma Hê Thủ La là thượng thủ của thiên nhân tịnh cư. Ý nghĩa này nghe cũng hay. Tịnh cư thiên chính là ngũ bất hoàng thiên. Trong đó vị đại đức được mọi người tôn kính nhất gọi là Ma Hê Thủ La. Đây là nhờ thiền định được đại tự tại, cho nên Ma Hê Thủ La cũng có thể gọi là đại tự tại thiên. Đây là 18 tầng trời sắc giới. Chỉ giới thiệu đơn giản đến chỗ này. Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không pháp ngữ. Địa chỉ email vongtaykư sĩ@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang, nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. No.